Kính thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi năm đến dịp lễ 30 tháng 4, chúng ta cùng nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Với khát giọng hòa bình, mong muốn Bắc Nam sum hợp một nhà, quân và dân cả nước cùng với sự lãnh đạo của đảng Bác Hồ Kính Yêu đã mang lại vinh quang cho tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, đòn sông đã liền một giải. Nhân kỷ niệm ngày miền Nam giải phóng, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh ấm áp tình quê của tác giả Kim Mỹ, qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc trong dây ông Sáu, Kim Cương trong dây Thủy, Ngọc Loan trong dây Quệ, Hồ Trải trong dây ông Hai, Tường Duy đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại nhà ông Sáu Thương Binh, ông đang lật từng trang album đã ố vàng, ngắm những tấm hình trắng đen, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Ông bất chợt lẩm bẩm. Chà, không biết bạn bè mình á Bây giờ ai còn ai mất nữa Lâu quá không gặp thằng nhóc này Chà Chắc bây giờ nó cũng thành ông nội ông ngoại rồi đó Ông nội Ông nội nói ai vậy Ủa Cuốn album này ở đâu Ông nội có vậy Sao con không thấy ông nội đem ra xem Ông nội tưởng đâu mất rồi Bữa nay á Bà nội con dọn dẹp nhà cửa mới thấy đó ông này chở ông nội là ai vậy? Chiếc xe lạ quá. À. Xe này xưa dữ lắm rồi. Nó là xe mobilet. Xe này của ba thằng bạn của ông nội. Cả sớm mà chỉ có một chiếc thôi hà. Bữa đó nó lén lấy xe của ổng chở nội đi chơi, rồi còn lấy máy ảnh chụp hình hai đứa nữa chứ. Vậy là nhà ông này giàu hết nội. Đúng vậy đó con Mà ông này nhìn nhỏ xíu à Còn ông nội thì cao to Thì nó nhỏ hơn ông năm sáu tuổi lận mà Bây giờ ông bạn của nội có ở đây ông nội Không Sao giải phóng á Có người nói nó đi vượt biên rồi chết Nghe tin này ông buồn quá trời Nó là người bạn thân thỏa thiếu thời của ông Nội luôn mong có phép lạ một ngày nào đó nó xuất hiện trước mặt nội. Có đó nội. Hồi xưa hai người là bạn thân sao lại không cùng chí hướng hả nội? Năm 72 á, tình hình chiến sự căng dữ lắm con. Ở miền Nam mà có lệnh tổng động viên. Nó thì rớt tú tài một nên bị bắt đi lính. Còn ông nội á thì trốn lính đi theo cách mạng. Vậy hai người có gặp nhau lần nào không nội? Hai người bạn ở hai đầu chiến tuyến Thì làm sao gặp mặt nhau Chỉ mong sau khi hòa bình rồi Nếu mà hai đứa còn sống Và gặp lại nhau Thì vẫn là bạn thân thiết của nhau Nhưng Tất cả chỉ là mơ ước Ông nội nói Làm con nhớ tấm ảnh Hai người lính Mà con vừa xem trên mạng Hai người lính là đồng đội của nhau hả con Không phải nữa ơi tấm ảnh này đặc biệt lắm nội ảnh được giải thưởng lớn đó là giải thưởng Hồ Chí Minh về gian học nghệ thuật năm 2022 đây nè nội xem đi nội đâu đưa nội xem à cậu này á thì mặc đồ thủy quân lục chiến còn cậu này à, thì mặc đồ bộ đội sao lại ba dài cùng chụp ảnh vậy cả à Chắc là chụp ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 75 đây. Cũng không phải luôn nội ơi. Tấm ảnh này chụp năm 1973 tại chiến trường Quảng Trị của phóng viên chiến trường Chu Chí Thành. Hai người này khoác dài thân thiết chụp ảnh với nhau ngay khi tiếng súng vừa ngớt. Vì lúc đó Hiệp định Paris đã được ký kết rồi nội. À, hẹn chi hai người lính ở hai đầu chiến tuyến lại ba dài nhào thân thiết như vậy nhìn tình cảm hen con nếu mà không có chiến tranh thì họ là bạn bè của nhau bởi người việt nam á có ai muốn chiến tranh đâu nhắc bạn bè sao nội nhớ thằng hồng quá vậy bây giờ á ông nội muốn gặp lại người bạn hiền của nội không muốn chứ con nhưng chỉ có cách ông đi xuống âm phủ mới gặp được nó thôi biết đâu ông bạn của nội còn sống nội cứ hy vọng đi nội 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 cho con mượn anh bưm chút nha con lưu ảnh của ông nội vô điện thoại rồi con hô biến thì bạn của ông nội sẽ hiện ra liền trời ơi con nhỏ này xạo quá à con làm như con là tờ thiên có phép thần thông vậy á à. mà thôi con cứ làm đi biết đâu đời mà còn nhiều chữ ngờ lắm tại nhà ông sáu cả nhà đang tất bật chuẩn bị ngày mai đám dỗ thì chị huệ cười hàng xóm đứng ngoài rào gọi lớn ông sáu ơi ông sáu có gì kiều tới tìm ông nè ông sáu ơi ai kiếm ông mà mà con quệ nó nói việc kiều vậy cả thấy à dạ Ra mở cổng đi con dạ dạ con mời ông vào mời chị huệ vào luôn ai vậy huệ dạ con cũng không biết con thấy ông này đậu xe ở ngoài đường lớn rồi đi bộ vô đây và hỏi thăm nhà ông sáu thương binh dạ ông có phải là ông lê văn thương không đúng rồi còn ông anh là ai tôi đâu có quen người nào ở nước ngoài đâu à anh sáu quên em rồi sao dương văn hồng đây nè trời ơi có có có, có thật là dương văn hồng không rồi sao người ta đồn ông chết khi vượt biên rồi Em bị chìm tàu Nhưng được cứu sống Còn anh Giờ bị mất một tay Là do chiến tranh hay tai nạn Chiến tranh Chỉ còn một tháng nữa Là tới hòa bình Thì anh bị thương Bây giờ sống ra sao Nhìn cơ ngơ như vậy Em biết anh khá giả lắm Ông Sáu tuy là thương binh Nhưng làm ăn giỏi lắm Còn cái thành đạt hết Phải rồi Cái gen học giỏi của anh Sáu mà về đây thấy anh vẫn khỏe, còn cái thành đạt em mừng quá. Nhưng mà qua bển mấy chục năm, sao chú mày không về đây tìm anh thăm quê hương nữa chứ? Em về Việt Nam nhiều lần lắm, em cũng về quê cũ để thăm anh, nhưng chỗ ấy thì toàn người lạ không à. Em hỏi thăm anh nhưng mà không có ai biết. Lúc đó bị thương tật, về quê không có việc làm phù hợp, nên anh mới lên trên này. Rồi làm ăn được nên ở luôn Ủa, mà sao chú mày tìm được anh hay vậy? Thì à, cũng nhờ em lên mạng Em thấy hình hai đứa mình chụp chung hồi nhỏ Em lái xe mua chở anh Người đăng hình còn nhắn tin tìm bạn là Dương Văn Hồng Rồi à, cho địa chỉ Em mừng quá trời quá đất Em tìm đến đây liền đó Ủa, mà anh đâu có đăng hình gì lên mạng đâu nè Con đăng đâu không nổi Trời đất, vậy là con lấy hình ở trong album của nội để đăng tìm bạn cho nội đó hả? Mà sao á em Thủy đăng tin lên mạng trễ vậy? Tại em mới biết à. Mấy tháng trước, em thấy ông nội xem album rồi nhìn thấy tấm hình đó. Hai người bạn hồi trẻ giống như tấm ảnh, hai người lính. Nên em liền đăng tin tìm bạn cho nội. Làm sao? Kể chị nghe đi Thủy. Thì ông phóng viên Chu Chí Thành được cử vào quản trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh sau khi hiệp định Paris ký năm 1973. Ông tận mắt thấy cảnh những người lính hai bên cùng uống nước, hút thuốc, nói chuyện vui vẻ. Lúc đó họ không còn là đối thủ mà là bạn bè đồng trang lứa. Ông phóng viên kể lại là nhìn cảnh hai bên nói chuyện vui vẻ, trong lòng ông linh cảm hình như hòa bình sắp đến ông thấy khác giọng hòa bình trong từng ánh mắt nụ cười của những người lính trẻ của hai bên đúng là khát giọng hòa bình mạnh quá nên đã che lấp đi sự hận thù với chiến tranh hay ông sáu vậy là ông phóng viên chụp cảnh đó hả thủy đúng lúc đó anh lính Sài Gòn mới đứng lên khóa dài anh bộ đội rồi nói ông phóng viên chụp cho mình một tấm ảnh để làm kỷ niệm vậy là tấm ảnh được chụp rồi nhờ sự kết nối của báo chí nên ông phóng viên đã tìm lại được hai người ở trong ảnh. Anh bộ đội ở Hà Nội, còn anh lính cộng hòa thì hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn thấy hai người trong ảnh là người xa lạ mà phóng viên còn tìm được nhờ kết nối mạng nên còn mới bắt trước. Cũng nhờ đọc tư liệu 30 tháng 4 còn mới biết chuyện này nên thích lắm. Mà có khi cũng buồn nhất là đọc những chuyện cô chú hy sinh ngay ngày giải phóng. Nhà con cũng có người hy sinh ngay ngày 30 tháng 4 năm 75. Ủa, ai hy sinh vậy anh sao? Ờ, ba của anh. Hồi đó ba của anh là cán bộ hoạt động hợp pháp ở trong vùng địch tạm chiếm. Còn anh thì được ba giác ngộ nên theo cách mạng. Lúc đầu là rải truyền đơn ở trong trường học. À, vậy là hồi đó Trường mình có truyền đơn là anh rải đó hả? Thiệt, em đâu ngờ chú út ba anh là Việt Cộng. Em thấy ông tối ngày cầm cụi mai đồ. Tưởng ông chỉ làm nghề thợ mai. Ai về ông theo cách mạng. Rồi sao chú út mất? Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, bộ đội về nhà anh đông dữ lắm. Các chú các anh không có rành đường, nên ba anh tham gia dẫn đường trên đường tháo chạy tên trưởng đồn nó bắn ba anh bị thương nặng ba anh được chở lên nhà thương rồi chết lúc mười giờ chiến tranh là vậy đó nhiều gia đình chịu cảnh mất mát vì bom đạn em xin chia buồn với gia đình anh chờ để em thắp cho chú út nén nhang à rồi chú mày qua bến làm ăn ra làm sao ơi khó khăn trăm bề anh ơi xứ lạ quê người mà em lại dở ngoại ngữ nữa nên qua bển mệt lắm nhưng rồi từ từ cũng quen em phải phấn đấu cực lực vừa học vừa làm từ từ mới thấm khá mấy đứa con trai của em về việt nam làm ăn lâu rồi chỉ còn đứa con gái út ở với vợ chồng em vậy con của ông hai về làm ăn ở sài gòn à ừ nó cũng có mở chi nhánh ở tỉnh mình năm nào cũng tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó còn cất nhà tình thương cho hộ nghèo ở đây nữa công ty nó là công ty dương ánh đó cháu vậy sao giám đốc công ty đó có xuống nhà bà ngoại con để tặng nhà tình thương cho ngoại con đó ông hai vậy nữa hả còn trẻ mà làm ăn giỏi quá lại có tâm vì người nghèo thì thiệt là tốt mừng cho chú mày nghe dù sống ở nước ngoài nhưng trái tim em luôn nhớ về quê nhà. Em luôn nhắc nhở con cháu phải nhớ mình là người Việt Nam. Qua wow, tốt rồi. Mà anh hỏi thật đây nè. Chú à, có muốn quy cố hương không? Có Lần này em với vợ em sẽ làm thủ tục về Việt Nam ở. Vậy thì nhanh lên đi ha. Chứ thời gian á nó không có còn ủng hộ tuổi già của tụi mình nữa đâu. Vui quá ông nội ơi. Ông nội ước gặp bạn thì bây giờ được gặp lại bạn Hiền sau mấy chục năm xa cách mà gặp ngay lễ 30 tháng 4 nữa đó nội. Đúng rồi đó con. Đúng là quê hương mỗi người chỉ một. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh ấm áp tình quê của tác giả Kim Mỹ đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt